Trở thành một phóng viên chiến sự, khoác lên mình màu áo lính với ngòi bút là vũ khí là câu chuyện của nhiều nhà báo, phóng viên, những người lính thông tin trong cuộc chiến tranh giành lại độc lập khốc liệt mà oai hùng của dân tộc Việt Nam. Vâng, và việc vừa phải tự bảo vệ mình, vừa làm tròn trách nhiệm của phóng viên ảnh chiến sự là điều không đơn giản. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với hai nhà báo phóng viên chiến trường. Phóng viên mà đi chụp chiến tranh ấy mà, thì lúc nào cũng nguy hiểm cả. Phải ở cái chỗ mà tên lửa bắn lên, chỗ mà các cái khẩu đại bác phòng không cùng mình chiến đấu, và những chỗ là những chỗ mà là bom đạn chút và nhiều nhất. Muốn có cái ảnh của mình tác động đến quần chúng, ca ngợi cái chiến công của quân dân của mình, thì mình phải có mặt, cũng cùng sống với anh bộ đội, cùng gian khổ như bộ đội, cùng chiến đấu như anh bộ đội. Họ dũng cảm như thế nào mình cũng phải dũng cảm như thế. Bao giờ cũng nghĩ vũ khí mình là cái ảnh. Anh bộ đội có thể hy sinh thì mình cũng thể hy sinh chứ. Cả dân tộc mình đứng lên cầm vũ khí, không lẽ mình lại đứng ở phía sau. Ra Bắc rồi lại vào Nam, lên rừng và xuống biển bằng vũ khí sắc bén là chiếc máy ảnh cùng tinh thần làm việc quên mình. Người chiến sĩ, phóng viên ảnh chiến trường Đinh Quang Thành năm xưa đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm phản ánh thời mưa bom lửa đạn khắc nghiệt mà đầy anh dũng của dân tộc Việt Nam. Mỗi một cái tấm ảnh mình giơ lên mình chụp đều phải có suy nghĩ làm sao để đưa cái ảnh ấy ra công chúng, trước công chúng, gây ra một cái niềm tin, cái sự phấn khởi của cái nhân dân, toàn bộ nhân dân Việt Nam thấy cái chiến thắng là tất nhiên. Trở về từ chiến trường năm xưa, những người lính thông tin đã có dịp gặp nhau, cùng ôn lại một thời hào hùng, khó khăn gian khổ nhưng đầy tinh thần quật cường của cả dân tộc Việt Nam nói chung và những người lính thông tin nói riêng. Đồng thời cũng không quên gửi gắm mong muốn của mình với thế hệ làm báo hôm nay. Đối với những cái thế hệ làm báo ngày hôm nay, báo trẻ thì rất là thuận lợi thời cuộc của AC rồi, thời cuộc của 4.0. Tôi nghĩ rằng muốn gì thì người làm báo cũng phải là những con người có tư cách, có đạo đức và sống chân thật và phải làm được những cái điều mà hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình được giao. Để có được những bức ảnh giá trị phơi bày sự khốc liệt, phi nghĩa của chiến tranh, những người lính thông tin năm xưa đã có lúc phải đánh đổi bằng xương máu của mình.